24 mất tiền quá thì sẵn đây em sẽ chỉ cho anh chị cái điều chỉnh. Điều chỉnh là trong một MT4 mình có thể thực hiện hai nhiệm vụ là đo. Hai nhiệm vụ đo cũng là đo được cái Fibo, một cái đo đi Fibo. Không? Và một cái đo điểm tỷ lệ thắng thua, tỷ lệ 1 2 3 4. Đó. Thì chúng ta sẽ làm như sau. Các chị để ý hai cái Fibo ha. Một cái Fibo là retracement. Một Fibo này là để làm nhiệm vụ là để đo Fibo thấy lui. Tiếng Việt nó là Fibo thấy lui. Ví dụ vậy, retracement ha, Fibo thấy lui. Có nghĩa là chúng ta tìm những vị trí sau 1.8, 78.6 hay 86 gì đó. Chúng ta tìm những vị trí này. Hoặc là chúng ta tìm những vị trí cao hơn để tắt phích cao hơn nha. Thì anh chị có thể sửa sửa những cái này, thay số cho nó đẹp này, thay ví dụ em hay sửa lại đây này. Đó, sửa lại ví dụ như bình thường để là không không thì anh chị có thể gõ vô chữ là TB rồi phần trăm đô la để cho nó hiển thị cái giá hiện tại luôn. Ví dụ hiển thị cái giá hiện tại này, ví dụ nhé, anh chị xem này, ví dụ entry là thường xuyên entry ở vị trí 61.8 thì mình để vô chữ entry vô ngay chỗ bình thường chỉ 61.8 thôi, chúng ta thêm chữ entry vô rồi chúng ta thêm chữ phần trăm đô la vô để cho nó hiển thị cái giá bên hông này thì chúng ta biết là chúng ta nhìn giá chúng ta đặt luôn, khỏi phải đo nữa. Ví dụ vậy đó. Rồi tương tự ở vị trí 100 là hai vị trí đặt stop loss này. Ví dụ chúng ta mua ở 61.8, 78.6 hay là 86 thì chúng ta stop loss ở ở 100. Đó, ví dụ vậy thì chúng ta thêm vô thế này. Sửa lại thế này để cho đẹp này. Đó, ví dụ là entry này đó, thấy không? Rồi tắt fit này, đó. 127.2 chẳng hạn. Đó. Thì cái đây là cái mặc định, chúng ta chỉ sửa lại một số cái điểm này chúng ta để chỉ nhìn thôi. Rồi sau đó, bây giờ chúng ta muốn làm một cái Fibo để đo tỷ lệ 1 2 1 3 1 4 1 5. Thì chúng ta dùng một Fibo khác là Fibo expansion đó. Chúng ta thường xuyên chúng ta lấy ra. Ví dụ anh chị nào chưa có thì chúng ta click phải chuột ha. Click phải chuột lên cái thanh này này. Đó. Vô customize. Rồi anh chị tìm cái Fibo extension là cái này này, anh chị insert vào. Insert vào nó sẽ ra. Thì chúng ta sẽ dùng Fibo này để chúng ta đo. Đo ví dụ như chúng ta muốn bán ở chỗ này, chúng ta sẽ kéo tôi dùng cho đo cho bán. Ví dụ ta bán, ta kéo đây để ta tìm cái điểm vị trí, ta thoát đi. Ví dụ ta bán ta tìm kéo ta tìm điểm là dừng, điểm dừng là tỷ lệ 1 2 3 đâu dưới này thì chúng ta kéo. Cho tìm đây đây. Ví dụ dự báo chúng ta là entry ngay chỗ này phải không? Entry ngay chỗ này, lần trước entry ngay chỗ này. Đó, chúng ta kéo cái điểm entry sao cho nó đúng cái vị trí chúng ta cần vào lệnh và chúng ta chỉnh cái stop loss á, nó đúng cái vị trí chúng ta đặt cái stop loss. Đó, ví dụ vậy. Đó, ví dụ vậy, chúng ta chỉnh chỉnh sao cho nó vị trí đặt stop loss thì lúc đó chúng ta sẽ đo được cái tỷ lệ. Rồi ví dụ đây, entry chỗ này, stop loss chỗ này, stop loss chỗ này thôi sao quá. Rồi ok, entry chỗ này, stop loss chỗ này. Rồi. Cái này nó khó chỉnh chút nhưng mà anh chị chịu khó chỉnh. Thì lúc đó chúng ta sẽ đo được cái tỷ lệ này. 1 2 nằm đây. 1 3 nằm đây. 1 4 nằm đây và 1 6 nằm đây, ví dụ vậy. Thì lúc đó chúng ta biết được chúng ta cần đánh tỷ lệ 1 5 thì chúng ta sẽ thấy cái giá này này không? Anh chị thấy cái giá bên cạnh không? Đó, giá bên cạnh luôn, chúng ta nhập vô giá này vô luôn. Chúng ta đỡ phải mất cái thời gian thao tác là phải để đường line thế này, để đường line thế này để ta tìm giá ta đặt, ví dụ vậy. Đó. Thì cái này cũng chỉnh tương tự thôi. Fibonacci. Anh chị giờ chỉnh đổi cái mặc định của nó lại, anh sửa mặc định theo thứ tự này, không này đó. Không thì đặt stop loss thế này, phần trăm giá, 0.5 là entry. 1 là 1.1. Rồi 1.5. 1.5 là tỷ lệ 1.2. Và bên này level là 2 thì tỷ lệ 1.3. Level 2.5 tỷ lệ 1.4. Level 3 thì 1.5. Và level 3.5 là 1.6. Rồi chúng ta thay xóa hết tất cả cái default của nó, chúng ta đổi lại. Cái này là thay thành ra là một cái Fibo để đo tỷ lệ tắc fit. Còn nếu chúng ta muốn sửa lại ban đầu chúng ta nhấn default. Default thì nó sẽ thay đổi lại cái trạng thái như ban đầu cho ta thôi, không có gì hết. Rồi ok, đó là chia sẻ thêm cho anh chị cái chiêu để mà chúng ta dùng một MT4 làm hai chức năng.